Này Một này, tỷ không mua được đâu đấy. mẹ bảo nhé, sau tre bác đi mua sau tre cho con nhá. Cảm ơn bác. Anh đi mi đúng cào 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 mi, bác đi mua cào cào cho anh đi. Cái này ốm ngon lắm, con ăn thử ăn cái bộ xít xem nào, ăn rất là ngon luôn đấy. Từ nay giờ bác ăn chung con rồi, ngon lắm. Ngày xưa hay bác bỏ xít này. Tuyệt vời. Cuốn đĩa này bây giờ không 300.000 á, không bây giờ có luôn. Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là nhân tiện có bà chị từ dưới Vũng Tàu lên, thì cũng là quê gốc ở Điện Biên, cũng xa xứ được gần 10 năm nay rồi. Đấy, đấy là chị gái tôi đây, từ tận Vũng Tàu lên. Thì hôm nay là nhớ quê hương, về quê hương thì lại muốn ăn những cái món ăn nó rất là đặc biệt. Nó phải là gắn liền với tuổi thơ. Tuổi thơ của chị tôi là thường hay đi bắt những cái con côn trùng như thế này. Con này. Đó. Không bao giờ có luôn. Đây. Không bao giờ có luôn. Thưa các bác, giới thiệu với tất cả các bác nhá. Đây là con châu chấu. Và đây này, này các bác có thể thấy này. Đấy. Mắt suốt. Con này hồi bé bọn tôi hay đi bắt này, bọ xít. Còn cái này là con gì đây? Chị thôi. Đấy, chị tôi hay đi bắt. Con này là con là dế mèn. Múa múa mà là gì đây? Dế mèn phiêu lưu ký. À đây là con sâu tre. Sâu chít. Sâu chít. Đấy. Còn những món xung quanh thì châu có đây ạ. Thịt châu có. Nằm pịa có. Em giới thiệu quý vị đây là dế mèn. Này, cái này là cái này măng đắng nộm với lá chát. Lá chát. Đấy, còn đây là măng khô nộm với lòng mề. Đấy. Giới thiệu với các bác như thế. Các bác mà lên với Tây Bắc thì có rất nhiều các loại côn trùng rất là đặc biệt. Đấy. Đây là con gì? Hôm nay là gia đình cũng như là một cái buổi tụ họp cũng rất là đông đủ. Cả nhà tôi thì 2 đến 3 năm thì mới tụ tập được đông đủ như thế này. Bởi vì là cũng vì điều kiện đi làm xa. Do đó là khi về thì chị tôi chỉ muốn ăn những cái món ăn nó mang hương vị của núi rừng Tây Bắc như thế này thôi các bác ạ. Đấy, các bác có thể thấy trông hấp dẫn không? Lên Tây Bắc các bác phải thưởng thức những món lên Tây Bắc các món bác phải thưởng thức những món ẩm thực như thế này nhá. Có lá nốt, có sơn ca. Đúng mà, cái này 1 tỷ cũng không mua được đâu. Bởi vì nó có thì mới mua được, không có làm sao mà mua được. 1 tỷ không mua được. 10.000 lúc có. Chị thưởng thức xem nào. Chấm một cái gì? Chấm nước chua chua đấy. Ngon mà. Nước măng đấy, chua. Xem ăn thử em cảm nhận thế nào. Nói một chút cảm nhận nào. Lội đi xa. Ngon quá. Thưa quý vị, rất là ngon ạ. À. Lâu lắm rồi em mới ăn, có bao nhiêu năm đấy? Mười mấy năm em mới được ốc. 20 năm. Ngày trước đi cầm cái xẻng, cái cuốc, tôi cứ thấy đi ra bờ sông, bờ suối, hóa ra là đi đào những cái con như thế này. Một con bà rất là ngon. Một con cóc bà bảo mới hái được. Thơm quá cậu. Cái này ốm. Ngon lắm. Ông ăn để chuyển quay đi ông. Ngon lắm. Hai ông mình ăn đi. Ngon lắm rồi, ngon rồi, ngon tuyệt vời. Ngon không ạ? Tuyệt vời. Quá là ngon, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Đây, quay mẹ. Không ăn quen. Con châu chấu. Quay bà nhé. Đây nha, quay mẹ này. Trợn cả mắt đây rồi. Con này là con dế mèn, đây là con nha. Đây là con dế mèn. Giới thiệu với tất cả các bác nhé là các món này đều chấm được với nước chua này hết. Đấy, những con côn trùng rất là hợp với nước măng chua như thế này. Nhưng mà chấm chẩm chéo ngon nhất. Chấm chẩm chéo cũng ngon nhưng mà để phù hợp nhất vẫn là măng chua đây các bác ạ. Măng chua. Con ăn thử ăn cái bộ xít xem nào. Ăn rất là ngon luôn đấy. Từ nay giờ bác ăn chung con rồi. Ngon lắm. Ngày xưa hay bác bỏ xít này. Tuyệt vời. Cuốn đĩa này bây giờ không 300.000 á, không bây giờ có luôn. Còn ở Vũng Tàu làm gì có con này. Có con chuột. Có con chuột nhiều lắm. Nó cứ mà mở được rồi nó là không mà thôi. Bắt đầu tịt.
lo cái hạt cuối lên mình thoại. Nó. Này. Một này. Tỷ không mua được đâu đấy. Mẹ bảo nhá, sau tre bác đi mua sau tre cho con nhá. Ừ. Cảm ơn bác. Anh đi. Mi đu cào 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 mi bác đi mua cào cào cho anh đi mi anh đi mi hảo đủ rồi nhiều nhiều ấy nhiều nhiều à, ngon nhiều rất là đặc sản đấy con ạ. Đây ngon thế. Bố mẹ ở đây 30 năm còn không được ăn một lúc ba món nhất là cái món đặc sản nhất thì mà ăn bốn món món đặc sản của mi mà ra món đặc sản như nào ít khi ông tướng ông này ra tay đi mua về thế này lắm. Sang nhà ông đi. Về có chặt. Vâng. Ông tướng à? Chiều cháu gái thôi. Chiều cháu gái đấy. Ông Tiến làm đi. Người khác sẽ đối lên một câu nhá. Đây có 4 con côn trùng luôn các bác ạ. Đấy, bọ xít, châu chấu, sâu chít, sâu tre và dế mèn. Đấy, hẳn 4 con luôn. Rồi các bác dùng nhá. Chào tất cả các bác. Ai ốm? Gia đình chúng tôi dùng đây. Xin mời các bác. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhá. Điện thoại của mẹ có.